Dạ, dạ sao sao. Dạ. Dạ, sắc cứ ngồi đây luôn ạ. Máy chạy. Offer của tôi là 6 tỷ cho 20%. Ra nếu mà có anh Hưng tham gia vào thì cũng rất là hay. Thôi tóm lại là cộng lại chia đôi, 20 cộng 28 chia đôi là 24. Còn chúng tôi về tự chia với nhau. 6 tỷ cho 16% mà có sự đồng hành của Hải Sắc đúng không ạ? Không, tôi không hạ nữa. Nếu mà 20 thì anh Hưng có vào với em không? Em cũng rất muốn anh tham gia cùng. Sao Hưng điêu lần cuối xem đúng không ạ? 20% cho cả Hải Sắc. Em đồng ý ạ. Ok. Đó, đó là 20% thật đúng, phải không? Cảm ơn Sắc ạ. Khi mà chương trình Sắc Tăng lên sóng thì trên mạng xã hội cũng nhận rất là nhiều cái gọi là lời bình luận trái chiều về cái việc là mỗi lần mà kiểu bất động sản lên là tôi thấy không ok, hoặc là có rất nhiều bình luận rất là độc hại và toxic về cái chuyện là mấy bạn này cứ lừa đảo. Thì anh nghĩ như thế nào về những bình luận nó đã và đang có trên mạng xã hội? Như năm 2022 là kém nhất, trong thời gian gần nhất đây cũng có gần 300.000 nhà môi giới, giảm đến 70%. Thì chứng tỏ một điều là cái lực lượng các nhà môi giới phần lớn tham gia vào thị trường là không chuyên nghiệp và không được đào tạo bài bản, cũng như là không coi đó là cái nghề nghiệp và làm bền vững lâu dài tử tế. Do đó là những cái hậu quả của những người làm nghề như vậy gây ra những cái định kiến góc nhìn của xã hội về cái nghề môi giới chưa được tốt. Thì đây là cũng là một trong các cái lý do mà những cái người làm nghề chuyên nghiệp như chúng tôi, cũng như là các cái doanh nghiệp mà làm chuyên nghiệp về cái lĩnh vực này muốn thay đổi lại cái góc nhìn của xã hội về cái nghề. Và đấy cũng là một trong các cái lý do mà tôi đưa ra những cái mô hình kinh doanh mới mà bây giờ đang đi kêu gọi vốn. Người ta hay nói là thị trường bất động sản đóng băng, và có phải chăng là nhiều khi là chúng ta đang bắt đáy và chuẩn bị một số cái bước tiếp theo trong cái hành trình phát triển sắp tới? Thị trường bất động sản thì tất nhiên là khi người ta nói đóng băng thì thông thường ở Việt Nam ta hai cái chỉ số mà nhìn thấy rõ ràng nhất là lượng giao dịch và chỉ số giá. Tôi thấy rằng là khi mà thị trường nó suy giảm như vậy mà bán hàng nó khó như vậy thì chính nhà môi giới lại có cơ hội là tăng được phí. Ở châu Âu là mức phí là 6%, Mỹ cũng 6%. Mà bây giờ chúng ta chỉ thu được khoảng 2 đến 3%, 2% đối với nhà lẻ và 3% đối với hàng dự án. Tại sao xác minh lại ngay trong một thời điểm quý giá đó, tại lại nghiêng qua Sắc Hưng mà quyết định là ok anh em mình cùng đầu tư với nhau ạ? Thực ra thì cá nhân tôi và Beta Group rất là quan tâm đến thị trường bất động sản. Ví dụ như là A Plus là một cái doanh nghiệp của Beta Group thì rất là may mắn trong thời gian vừa rồi cũng có sự đồng hành của Sắc Hưng. Thì bản thân mình và Sắc Hưng đã đồng hành với nhau ở trong một cái dự án PropTech như vậy rồi. Thành ra là cái việc mà mình quan tâm và muốn đi theo anh Hưng để học hỏi, như các bạn thấy là anh Hưng là một cái người có rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức về cái lĩnh vực này, và thấy được cái tâm huyết và cái đam mê của bạn founder, bạn Hùng. Thì tất cả những yếu tố đó cho mình thấy là đây là một cái cuộc chơi mình không thể ngồi ngoài. Trong quá trình mà đi gọi vốn ngay lúc đầu thì tôi cũng rất mong là Sắc Hưng đầu tư cho hệ thống của mình. Những cái vị thế cũng như là cái kinh nghiệm của Sắc trong lĩnh vực bất động sản nói chung và nghề môi giới nói riêng thì cộng đồng đã đều biết đến rồi. Thì tôi cũng rất khát khao có được sự đồng hành của Sắc. Cái thứ hai là phía Sắc Minh thì mình cũng biết trước là Sắc đang điều hành một hệ thống chuỗi. Thế mà cái mô hình của mình thì lại là mô hình chuỗi nhượng quyền. Do đó là chắc chắn là Sắc sẽ tư vấn được cho bên tôi rất nhiều về cái chiến lược, về cái mô hình kinh doanh. Những cái bước đi sắp tới của các Sắc với lại founder nhà mình thì sẽ như thế nào ạ? Quá trình đi đi thẩm định thì bên mình cũng đã phát triển ra một cái quy trình khá là đầy đủ và bài bản. Thì có một cái list tất cả những cái items liên quan đến báo cáo tài chính rồi các cái sổ sách giấy tờ. Thì sau khi nhận được cái thông tin từ phía của bạn Hùng thì bên chỗ anh Hưng và bên chỗ Beta Group của mình sẽ cùng nhau xem xét thẩm định, và sau đó thì có lẽ là mình và anh Hưng sẽ phải ngồi lại với nhau để thống nhất xem là với cái kết quả, với cái thông tin như vậy thì chúng tôi đánh giá như thế nào về cái tình trạng cũng như là cái tiềm năng thực sự của doanh nghiệp và đưa ra cái quyết định đầu tư từ cả phía anh Hưng và mình. Tôi nghĩ quá trình hợp tác và kết nối và đầu tư nó là một quá trình kết hợp lẫn nhau để tạo ra một thứ mới. Mỗi một Sắc hoặc là founder của mình mong đợi cái sự kết hợp, hợp tác này của chúng ta nó có một thứ khác đi thì nó sẽ là thứ gì ạ? Đây cũng là lý do tại sao chính là lý do tại sao mà tôi quyết định đồng hành, mặc dù là đã có những phút giây là tôi đã định ngoảnh mặt đi hơi dỗi nhưng may là Sắc Minh ngồi cạnh đã kéo tôi quay trở lại. Phải nói thật sự là trước đây tôi đã từng lập ra một cái kiểu dạng như là mạng xã hội, và chúng tôi đặt tên là nghề môi giới.vn với mục tiêu là phục vụ người môi giới.
và những rất nhiều những ý tưởng mà bạn Hùng đang làm ấy, nó cũng có cùng một cái hướng tư duy với chúng tôi thời đó. Cái mà Hùng đang làm nó bổ sung nhiều cái mà chúng tôi còn chưa làm được, và chính những cái mà kinh nghiệm mà tôi trải qua trong nhiều năm, gần 10 năm, đấy là cái tôi có thể đóng góp cho Hùng. Với còn một cái điều thứ hai nữa, tôi có những cái lời đề nghị từ những cái ông cực lớn trên thế giới, những người làm trong những mô hình như này, họ muốn là tìm một cái đơn vị mà đủ cái tầm và có một số lượng môi giới đủ lớn để mà họ đưa được những cái sự kết nối với cái mạng lưới bất động sản toàn cầu. Đây là một cái nền tảng từ Mỹ. Yếu tố thứ ba nữa đó là đưa những cái cơ sở dữ liệu, khai thác cái cơ sở dữ liệu đó, vì tôi có công ty thẩm định giá, tôi có những công ty liên quan đến AI, và hiện nay tôi đang phục vụ cái cơ sở dữ liệu về giao dịch bất động sản cho rất nhiều các cái định chế tài chính và ngân hàng. Thì nếu mà chúng ta biết cách khai thác cơ sở dữ liệu thì giống như nói là trồng cây gì nuôi con gì, thì bây giờ trong thời đại này người ta gọi là trồng cây dữ liệu và nuôi con AI. Thì là khi mà thị trường đang ở trong cái lúc nó tĩnh lặng lại hơn như thế này, nó lại là một cái cơ hội rất là tốt để những cái doanh nghiệp như Hùng sẽ nhìn sâu hơn vào cái nghề này, vào cái công việc này, để có thể nâng tầm cái cách mà mọi người làm môi giới bất động sản. Thế còn những cái giá trị mà mình có thể đóng góp cho cái cuộc chơi này thì nó có thể là câu chuyện về chiến lược, về câu chuyện truyền thông, làm sao để có thể kể câu chuyện của mình hấp dẫn, hiệu quả và đến được với nhiều người nhất, thì mọi người sẽ đến với mình và sẽ cùng với mình để xây dựng một cái bức tranh lớn, rộng và lâu dài. Xin chào nhé. Hello em. Thì em gửi các sắc nên là cái báo cáo tài chính của năm 2020, 2021, 2022, và cái báo cáo kết quả kinh doanh về doanh thu của năm 2023. Thì doanh thu từ môi giới hả? Doanh thu từ môi giới. Và vì đây là doanh thu lớn nhất nên em báo cáo phần chủ yếu là phần doanh thu. Năm 2022 mình có cái khoản phải thu khác là hơn 10 tỷ, đấy là phần nào? Đây là cái khoản mình nghiệm thu với dự án, nghiệm thu từ chủ đầu tư. Tức là như vậy, tức là cái khoản phải thu này được hiểu, tức là chính là doanh thu nhưng mà mình chưa lấy được. Mình chưa lấy được của chủ tư. Ừ. Mình đã nghiệm thu, mình đã xuất hóa đơn. Nhưng mà tiền chưa về. Cái khoản 10 tỷ này thu chưa? Dạ vâng, thu ạ. À, giỏi đấy. Thì nó ít. Thời này mà đòi được tiền chủ đầu tư là giỏi đấy. Nhiều công ty môi giới đang chết vì khoản này. Bán hàng xong rồi, xuất hóa đơn rồi nhưng không lấy được tiền. Thế nên mình cũng trộm vía là cũng lựa chọn các chủ đầu tư mình làm dưới đấy, nó cũng sạch sẽ không. Còn cái trả trước cho người bán này là sao? Là trả cho đại lý à, môi giới à? Dạ vâng. 20 tỷ này. Cái khoản đấy là đôi khi là cái khoản mình tạm ứng. Mình bảo lãnh. Nhiều quá. À, bảo lãnh rồi là tiền tạm ứng một phần cho anh em. Rồi chủ yếu là tiền bảo lãnh. Nhưng mà có cách gì để thu hồi được cái này không? Nếu mà ví dụ như là chiều đầu xấu xảy ra là mình không hoàn thành được cái sản lượng. Thế nên bên em cũng không tồn cái này đâu. Gần như là bây giờ là làm là gần như cũng sốc. Không tồn nhiều, các dự án không tồn. Làm sao bạn thu được cái phần còn lại khi mà người ta bán chéo nhau, mà ví dụ người ta đi đêm với nhau, người ta kết nối trực tiếp với nhau thì sao? Không, gần như là anh họ em không qua nền tảng. Đều báo qua em hết. Đều báo không, qua tức là ngoài cái chuyện là tinh thần ý thức đi. Bỏ qua ý thức đi, thì có cách gì mình kiểm soát được cái việc đấy không? Ngày xưa là siêu trong khách. Thế mà siêu nghỉ thì khách đứt với doanh nghiệp. Đúng rồi. Nhưng bây giờ em tạo tài khoản cho khách. Phát sinh giao dịch phát thì mình tạo được tài khoản cho khách. Ad group không phải là sale nữa mà là giám đốc chi nhánh này. Admin, kế toán, thủ tục và giám đốc điều hành tất cả tật trong một khách hàng luôn. Cách thức chăm sóc bây giờ nó không phải là 1-1 nữa. Bây giờ là coi như là 5-7-1 rồi. Thì là khách hàng đã được quan tâm hơn, và cái việc mà chống cái việc gọi là cũng như một phần như cái vấn đề sắc nói. Ok. Vâng, thì cái đấy là em xử lý em thấy hiệu quả bây giờ nó cũng rất là tốt. Về cái deal ấy thì hôm trước trên truyền hình ấy thì về cơ bản thì giữa anh Minh cũng đã thống nhất với nhau về cái tỷ lệ, số tiền và cái tỷ lệ thì cũng sẽ không thay đổi, nhưng mà tôi tham gia bao nhiêu phần trăm và Shark Minh tham gia bao nhiêu phần trăm thì chúng tôi sẽ thống nhất sau. Vâng. Sau khi deal đi. Dạ vâng. Đấy, thì qua kết quả đánh giá thì chúng tôi nhận thấy là có một vài cái điểm mà chúng ta còn cần phải làm việc sâu hơn. Vâng. Đấy, thứ nhất là cái phương án sử dụng vốn và cái kế hoạch phát triển tương lai của các bạn sau khi chúng tôi tham gia vào. Vâng. Thì hiện nay là các bạn vẫn đang là trước khi chúng tôi tham gia. Vâng. Còn sau khi có chúng tôi nó phải có cái gì đó, nó phải bùng nổ hơn đúng không? Vâng. Nó phải mạnh mẽ hơn. Một góc độ khác nữa thì là cái mô hình kinh doanh của các bạn ấy, chúng tôi đang đánh giá nó là một cái mô hình mà nó cũng có những cái yếu tố rủi ro theo cái thị trường. Vâng. Cho nên là các bạn cũng bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông. Vâng. Bằng cách là cũng phải cân đối được cái tỷ lệ rủi ro. Vâng. Nếu mà trong tình hình mà nó khó khăn thì làm thế nào để chúng ta sống sót và tồn tại được lâu dài. Đấy, bên cạnh cái việc là thu commission, thu franchise,
thì chúng ta cũng nên nghĩ ra những cái cách có những nguồn thu nó ổn định và đều đặn hơn, cộng với lại những cái nguồn thu mới. Mình thì mình đánh giá khá là cao những gì mà các bạn đã làm được, và đấy là lý do mà tôi và Shark Hưng mới tham gia video này. Với những cái dữ kiện báo cáo tài chính hôm nay thì cũng yên tâm hơn, vì mình thấy được sự phát triển tăng tiến qua các năm. Và về cơ bản thì các cái hạng mục tài khoản các thứ nó khá là healthy, khá là lành mạnh, cũng có lợi nhuận tốt. Thì đấy là những cái dữ kiện ban đầu cho mình thấy có một cái sự tự tin rất là yên tâm để mà đi tiếp những bước tiếp theo với các bạn. Cảm ơn nhé. Cảm ơn. Thank you. Okay.